Lúc 10 tuần thì bạn có làm xét nghiệm nếp kết quả bình thường, tới lúc sanh bé có bị gì hay không? 32 tuần bé được 1,6 kg, bác sĩ nói bình thường, 2 tuần chỉ là được 3 g. Nếu bé nhỏ thì có gì hay không? Bạn ơi, xét nghiệm nếp nếu như trả lời một lời kết quả âm tính thì cái khả năng chính xác nó là 99%. Do đó nó không tuyệt đối 100%, nó có những cái vấn đề mà chúng ta không thể phát hiện được. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng xét nghiệm nếp và trả lời bộ giới tính 13, 18, 21, nhiễm sắc thể giới tính XY không có thể trả lời hết toàn bộ bộ nhiễm sắc thể của con người ta. Do đó là chúng ta không chắc được 100% là bé không có vấn đề gì hết các bạn ha. Thì chúng ta khi ra đời, chúng ta vẫn phải có bác sĩ nhi khoa, người ta sẽ đánh giá những cái phát triển của bé. Với 32 tuần thì em bé 1,6 kg thì nó hơi nhẹ một chút, do đó bạn có thể chú ý lại cái chế độ ăn. Còn nếu như bạn chưa có biết cách hướng dẫn chế độ ăn thì bạn để lại comment bên dưới cái video stream ở trên kênh YouTube BS và Quang Nhật, thì như vậy thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn lại cái cách ha, ăn uống như thế nào.